xin được chúc mừng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Cova. Người đã mang niềm tự hào công nghệ Việt ra thế giới với công nghệ nano từ vỏ chấu, hiện đang đăng ký bằng sáng chế ở Mỹ để tạo ra các dòng sơn hoàn hảo nhất, ưu việt nhất. Ở bà hội tụ đủ tâm tài, đức trí tín, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ đã vinh dự nhận giải thưởng Kovalevskaya, một giải thưởng dành cho các nhà khoa học nữ cũng như nhiều phần thưởng cao quý khác vì những công hiến to lớn của mình.